Trước khi Rap Việt mùa 3 lên sóng thì khán giả có phần lo lắng về phần âm nhạc cho các thí sinh dự thi. Vì hai mùa trước đó, Say Speakers làm quá tốt vị trí này, nhưng sau tập 1 Rap Việt mùa 3 lên sóng, nhiều khán giả hào hứng vì phần âm nhạc đã hoàn toàn khác biệt với hai mùa trước đó, nhiều màu sắc, cá tính và thú vị. Để có sự thành công này, nhiều producer tạo nên những bản nhạc cho các thí sinh thể hiện trên sân khấu. Bộ đôi producer Topi LLZ và Walk Up là những người thực hiện beat của ca khúc chủ đề Rap Việt mùa 3, We Go Hard được thể hiện bởi hai vị ban giám khảo và bốn vị huấn luyện viên Rap Việt mùa 3. Producer Walk Up từng được nhớ đến là Okelpat 4am, sinh năm 2001. Tên tuổi anh gắn liền với dòng nhạc trap, đặc biệt là sự thành công của rapper Woody. Producer trẻ cũng là người thực hiện phần beat nhận được nhiều lời khen cho ca khúc Ngựa, người của thí sinh Vô Tắt. Producer Topi LLZ là nhân vật từng gây chú ý khi cùng Tờ Linh sản xuất ca khúc Chú Chó Trên Ô Tô tại Rap Việt mùa 1. Sau chương trình, cặp đôi tiếp tục hợp tác trong những sản phẩm như Nếu Lúc Đó, Ghệ Yêu Dấu Của Em Ơi. Producer Machio Tí từ tổ đội Răng Flames cũng là cái tên tạo nhiều ấn tượng tại tập 1 Rap Việt. Anh tạo ra phần beat và bản phối cho ca khúc Hoa Hồng Gai của thí sinh Pháp Kiều. Đây là người đứng sau những ca khúc như Đi Về Nhà, Denver Pizza, Sturdy, Thức Giấc Gia Lab. Producer Dương Ca là DJ kiêm producer đứng sau thành công của một số sáng tác ca sĩ Bích Phương, từng thể hiện như Mùa Yêu, Đi Đua Đưa Đi. Sự xuất hiện của Dương Ca tại Rap Việt mùa 3 được nhiều người chờ đợi. Anh là người giúp thí sinh Sơn Na với bản phối cho phần dự thi mang tên Vô Thường. Producer NVM là cái tên quen thuộc của giới underground. Anh là thành viên của tổ đội 95 Generation, người sản xuất của nhiều bản hit cho rapper Lil Queen, rapper SMO. Tại tập 1 Rap Việt, anh đảm nhận phần beat cho thí sinh đầu tiên, rapper Captain với bản phối cho phần dự thi mang tên Để Anh Sang. Producer Nhật Nguyễn cùng Maso là người đứng sau bản phối cho ca khúc Việt Nam Kiêu Hùng của thí sinh 17 tuổi Cáp Mi Ùm. Anh từng hợp tác cùng Maso trong nhiều bản hit như Túy Âm, Đâu Đó. Producer Maso là cái tên nổi bật nhất trong dàn producer của Rap Việt mùa 3. Anh được chờ đợi sẽ mang đến nhiều bản phối chất lượng sau những bản hit trăm triệu view trước đó như X Hết Me, Túy Âm. Producer Chris Ngô đã phần nào đó giúp rapper Gừng Không Cay thu về hai chiếc nón vàng tại tập 1 Rap Việt mùa 3. Bản phối chất lượng của nam producer trẻ cho ca khúc Nóng nhận được nhiều phản ứng tích cực. Chris Ngô là producer đứng sau nhiều bản remix viral TikTok, nổi bật có thể kể đến Anh Chưa Biết Em thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Bạn ấn tượng với bản phối của producer nào nhất? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho mọi người biết nhé. Nhớ đăng kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất Rap Việt mùa 3.